Để bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp cái phần chia để trị. Cái chia trị là một trong theo tôi là một trong những phần quan trọng, rất quan trọng luôn đấy. Tức là nó có ba cái kỹ thuật lập trình quan trọng là đệ quy, hai là chia để trị và ba là quay lui. Thì ba cái đó là nằm trong cái chương trình cái cuốn chuyên đề CS của team 11, nhưng cũng là theo tôi cũng là các kỹ thuật, nó là cái lập trình quan trọng nhé. Thì hôm trước chúng ta đã bắt đầu nói về cái bài đầu tiên là cái thuật toán sắp xếp trộn. Chúng ta nhớ lại một chút nhé, cái sắp xếp trộn. Thì cái sắp xếp trộn là bản chất là nó là gì, là nó xuất phát từ cái bài toán, ý tưởng của nó là từ cái bài toán trộn dãy, rất quan trọng. Trộn hai dãy đã sắp xếp. Đấy. Và đây là một cái bài mà nó mang tính chất chia để trị rất là điển hình. Thì trước tôi đã cho các bạn xem, bật lại cho các bạn xem. Đây chính là thuật toán sắp xếp trộn mà buổi trước tôi làm các bạn đây. Nói lại một chút để chúng ta hình dung nhé. Như vậy là cái thuật toán chính là như thế này. Đây là nếu mà len A mà nhỏ bằng 1 thì là không thể giữ nguyên, vậy là return A. Còn nếu không ấy thì đặt K là cái chỉ số ở giữa của dãy A. Xong đặt B, gọi đệ quy nhé, đặt B là trả lại là cái dãy là must, là sắp xếp trộn của cái dãy là dãy con từ A từ 0 cho đến K trừ 1. Còn C là must sort từ K cho đến cuối dãy và dùng cái hàm must, hàm trộn hai dãy để trả về kết quả. Thì đây chính là gì? Bước này là bước trị và còn đây là bước kết hợp. Nhưng mà cái bài này rất là rõ ràng nhé. Thì cái hàm trộn là cái hàm này ở trên này. Đây. Đầu vào là hai dãy BC cho trước đã được sắp xếp sẵn rồi và kết quả đầu ra là cái dãy A là đã trộn của hai dãy B và C. Đấy. Thì chúng ta nó gồm có hai loại như sau nhé, chúng ta chú ý. Đặt A là cái dãy đầu tiên toàn số 0 cả, là có chiều dài là bằng B cộng với C, sau đó bắt đầu từ EG. Y là chạy bắt đầu từ B, đầu của B, G chạy bắt đầu từ C và K chạy bắt đầu từ A. Đấy, kiểm tra. Nếu BI mình hoàn bằng CI, CG thì đưa cái BI này vào AK và tăng Y lên một đơn vị. Ngược lại thì đưa CG vào AK và tăng G lên một đơn vị và phải sẽ tăng K lên một đơn vị. Thì sau cái vòng lặp này thì là đây là vòng lặp là sẽ trộn dãy B và dãy C vào A. Còn nếu mà đi hết B hoặc hết C thì kiểm tra ở đây. Đây. Chỗ này là nếu mà đi hết C, nó đi hết B thì chỗ này sẽ làm tiếp tục là trộn là đưa C vào. Còn chỗ này là nếu mà hết B, nếu hết C thì làm tiếp tục. Đấy. Được chưa? Thì cái toán này chúng ta nếu chúng ta để ý một chút ý, thì cái chỗ này là cái vòng cái lệnh này thật ra là thừa, là không cần. Khi mà hết vòng lọc này là hết luôn. Cho nên là sau bước này là hiển nhiên là cái lệnh này là nếu mà hết B thì cái chỗ này là vòng lặp này là đi tiếp dọc theo C cho đến cuối. Còn chỗ này cũng vậy, lệnh này cũng là thừa nốt, nếu mà đi hết C thì quay lại đi tiếp phần B ở đây. Cho nên chúng ta có thể bỏ cái này đi được. Mình tôi bỏ lại nhé, bỏ cho thật cho nó gọn hơn này. Nhưng mà có thể bỏ đi như thế này. Anh và bây giờ tôi sửa lại lệnh này nhé. Đây. Đấy. Sửa lại thì nó chính 1 2 3 4 này. Đấy. Thì nó sửa lại một chút như này nó dễ hiểu hơn, ngắn hơn một chút. Cái này cũng có thể tao bỏ đi. Đấy, hai này là để không sao nhưng mà có thể bỏ đi cho nó ngắn gọn lại nhé. Đấy. Vậy là rất là ngắn gọn lại. Đấy. Đấy. Được chưa? Thì đây vẫn là cái toán đúng, chạy lại thử xem đúng nhé, chạy lại in ra kết quả này xem có đúng không nhé.
kích vào lên này. Đấy, rất đúng nhé. Đó. Được chưa? Đây thì đây cho đoán chính nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ lại một chút này. Thì bây giờ tôi sẽ khi tôi chạy xong in ra B và tôi thử in cả, tôi thử print cả cái A ra. Tôi print cái dãy gốc A xem nó như nào, nó có thay đổi không. In lại cái A nhé. Đấy, như vậy A không thay đổi, A vẫn giữ nguyên này. Như vậy đây là cái thuật toán sắp xếp trộn mà nên nó trộn này nhé. Mà đầu vào A là không thay đổi, không thay đổi. Đầu ra là mà nó trả về nó dễ để sắp xếp, được chưa? Đó thì cái thuật toán mà nào đây, đây. Thì cái thuật toán mà sắp xếp ấy, mà nó trả về một cái dãy số khác mà dãy đầu ban đầu không thay đổi thì người ta gọi cái đây là thuật toán sắp xếp, là người ta gọi là không tại chỗ. Nó có hai loại sắp xếp, là sắp xếp tại chỗ và không tại chỗ. Tôi nhắc lại cho các bạn xem nhé, cái này rất quan trọng nhé. Như vậy là bất cứ một cái thuật toán sắp xếp nào ấy, sắp xếp nào thì người ta cũng chia làm hai loại. Một loại là sắp xếp tại chỗ. Sắp xếp tại chỗ. Và hai là sắp xếp không tại chỗ. Tại chỗ thì tại chỗ tức là đầu vào là bằng dãy A nhé, mà tôi thực hiện lệnh sort nào đó của A thì sau lệnh sort này thì A nó sẽ thay đổi, nhưng thay đổi của nó là sắp xếp tại từng phần tử của A một luôn, thì người ta gọi đó là sắp xếp tại chỗ. Còn không tại chỗ là cho trước dãy A thì người ta cái sắp xếp nó sẽ trả về một dãy B. Đấy, A đây này, nó trả về dãy B thì B nó là cái dãy lên sắp xếp của A, bản thân A nó không thay đổi. Đó. Thì cái loại này người ta gọi là không tại chỗ. Thì bất cứ một thuật toán sắp xếp nào thì thông thường người ta sẽ phải tính cả hai loại luôn. Một loại là chỉ ra sắp xếp cái thuật đó sắp xếp là không tại chỗ và tại chỗ như thế nào. Tôi lấy ví dụ cái thuật toán sắp xếp của Python nhé. Đấy, thì ví dụ như là A là một cái list trong Python nhé, trong Python. Thì cái lệnh là A sort. À, các bạn biết rồi đúng không? Thì đây là cái lệnh, đây là lệnh sắp xếp là tại chỗ. Sau lệnh này thì A được sắp xếp lại theo thứ tăng dần. Còn lệnh thứ hai, đây là tại chỗ nhé, xếp tại chỗ này. Còn lệnh thứ hai là lệnh sau đây, lệnh thứ hai là lệnh có tên là sorted. À, thì B bằng, đây thì lệnh này nó trả lại cái dãy B là dãy sắp xếp của A, còn bản thân A nó không thay đổi, thì cái này nó là sắp xếp là không tại chỗ. Chúng ta có cái từ đó nhé, không tại chỗ. Đấy. Được chưa? Thế thì thuật toán này này mà chúng ta đang với cái thuật này này là sắp xếp là không tại chỗ. Thì bây giờ cái bài tập của chúng ta là bây giờ tôi làm tiếp theo, bài thứ hai là chúng ta hãy thiết kế thuật toán sắp xếp trộn cho chiếc một cái dãy A sắp xếp trộn nhưng mà là tại chỗ. Đấy. Chúng ta hiểu nhưng thì chúng ta sẽ thiết kế một thuật toán khác cũng là sắp xếp trộn nhưng mà làm khác đi một chút để sao cho là khi mà thiện xong cái đó thì A nó thay đổi mà không cần cái hàm trả lại, không cần cái thơ này nữa này. Đấy. Thì làm như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế bài thứ hai. Bài tập thứ hai là thiết kế thiết kế thuật toán sắp xếp trộn nhưng mà là tại chỗ nhé, tại chỗ tức là cho trước cái dãy A nhá, thiết kế một cái hàm là làm merge sort A. Một cái hàm này nó sẽ chúng ta cùng thiết kế cái này, tức là cho trước nó gọi là sắp xếp trộn nhưng mà là tại chỗ. Cho trước dãy A thiết kế một cái hàm là cái hàm có tên là
là merge, merge sort. Đấy. Thì khi ta thiện lệnh là merge sort. À, không có gì không không còn trả lại nhé. Sau lệnh này thì A cũng thay đổi, A nó sẽ đổi, A sẽ tự động nó thay đổi. Được chưa? Thế thì chúng ta phải làm như nào? Thế cái làm như sau nhé. Thì muốn như vậy chúng ta sẽ phải sửa cả cái phần chúng ta sẽ phải sửa cả cái thuật toán trộn và cả cái thuật toán là merge sort nữa nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm và làm chúng ta sẽ dựa trên ý tưởng của cái bài này. Đây bài này là như này này. Chúng ta ở bài này chúng ta vẫn cần cái hàm là hàm merge, vẫn cần hàm merge, vẫn có cái hàm là merge sort. À, nhưng mà khác là chúng ta không cần cái dấu bằng này. Dấu bằng này tức là nó hàm nó trả lại. Cái phần này trả lại cái B, trả lại C rồi ta cái hàm này hàm merge trả lại là cái dãy đích và bản thân B, C nó không thay đổi, A không thay đổi thì cái này nó sắp xếp là không tại chỗ. Được chưa? Không tại chỗ đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài số 2 là sắp xếp tại chỗ. Tại chỗ nhé. Thì làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ thiết kế lại cái này, tôi sẽ đầu tiên tôi thiết kế cái merge. Thì muốn thiết kế cái merge này làm như sau này, tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ phải đầu vào của tôi sẽ là ba cái A là 1 này, L là 2 và R là 3. Hiểu là gì? Tức là L là cái ứng với là cái dãy con trái, tương ứng với cái này nó là B đấy, là B hay C đấy. Tôi viết là L R cho nó dễ nhìn thôi. L và R, L như vậy là cái lệnh này là cái lệnh mà nó sẽ trộn hai dãy sắp xếp rồi, L và R trộn vào A và nó không trả lại gì, A nó sẽ tại chỗ luôn nhé. Đó, chúng ta cùng nhau làm cái này để viết L cho nó dễ, cho nó dễ hiểu thôi. Được chưa? Tôi làm như sau nhé. Đây, đầu tiên tôi viết này, y này có ba biến này, y này, y bằng 0 này, y chạy dọc theo theo L để g chạy dọc theo R. Đó, theo cái dãy R là bằng 0 nhé, và k bằng 0 chạy dọc theo A và tương tự như mặt trên này. Chúng ta phải copy xuống được mà thôi, tôi viết lại cho nó yên tâm nhé. Đây, bài này tôi ghi lại, bài này nó sẽ là merge sort, tôi ký hiệu nó là 2 nhé. Như vậy chúng ta sẽ làm hai cái hàm, hai chương trình. Merge sort là một là hôm trước làm là sắp xếp là không tại chỗ, nó trả lại cái hàm cái dãy mới, bản thân dãy cũ dưới góc không thay đổi. Còn cái hàm mới là hàm merge sort số 2, nó sẽ là cái bài mà nó sắp xếp là tại chỗ. Chúng ta chú ý nhé. Lỡ mình có bạn nào mà cứ bật âm thanh lên là nhỉ? Tôi lại tắt âm thanh. Một số bạn là không, các bạn nhớ tắt âm thanh đi nhé, cho khỏi ảnh hưởng đến người khác. Rồi cứ làm như nhau sau nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ chạy dọc theo B và C, L và R và R. Thế chúng tôi phải sửa B C cũng đúng sao thôi. Để như này. Y. Đầu tiên là Y này, Y này nhỏ hơn len L này, N G nhỏ hơn len R. Được chưa? Kiểm tra này. Đầu tiên là if L Y mà nhỏ hơn hoặc bằng là R trái R G đấy. Thì tôi đưa cái LI vào A, tôi đặt A K bằng L, L là cái bên trái đấy, L I và I tăng lên một đơn vị, K tăng sau nhé, K nó tăng ở phía dưới nhé. Ở đây là ngược lại này, else, L đây tức là LI lớn hơn RG thì tôi đặt AK đưa vào AK, đưa vào là RG, sau đó tăng G lên một đơn vị, và cuối cùng ở đây là tăng K lên một đơn vị. Thì đây chính là cái vòng lặp chính nhá. Chính là tôi chạy dọc theo theo L và R đấy, ứng ở bên này là nó là B và C đấy, ứng chỗ này này đấy. Bây giờ tiếp sang chỗ này là xong, bây giờ tôi làm tiếp tục. Rồi bây giờ đây tôi sẽ làm tiếp tục, tôi làm trên này. Cái nào trước cũng được, không quan trọng đấy nhá, chỗ này không quan trọng. Rồi cho thẳng hàng chưa,
Đây là hàng người đúng không? Y YG đúng không? Tôi là người, thế là y trước, chi trước cũng quan trọng. YI mà nhỏ hơn len của L. Đấy, chứ tôi. Đến đây là ta làm xong rồi, tôi chỉ làm từng làm dọc theo đi tới đây là hoặc lại hoặc đã đi hết L hoặc đi hết R mà tôi làm nốt phần còn lại thôi. Thì tôi làm như sau, tôi đặt AK bằng LI. Sau tăng y lên một đơn vị, tăng k lên một đơn vị. Ở bên dưới này nữa đúng không? Y g nhỏ hơn len r đặt a k bằng r g, sau đó tăng g lên một đơn vị và tăng k lên một đơn vị. Và cái này là sẽ tại chỗ, cho nên là không cần cái hàm, không cần cái trả lại nữa, không cần bên này cũng có cái hàm là return a. Ở đây thì không cần nữa nhé. Mà tới đây là kết thúc, tới đây là kết thúc cái hàm mà cái thủ tục là trộn, cái hàm trộn vì nó tại chỗ cái kết quả cập nhật luôn vào dãy a, cho nên là không cần có cái dòng lệnh return nữa, thường lệ luôn ở đây, được chưa? Đấy, đây chính là cái vẫn là mô tả chính xác lại cái thuật toán trộn, nhưng mà trộn là trộn trực tiếp tại A luôn, và chuyện nó chính là cái thuật toán là chính là phần tại chỗ. Bây giờ mô tả tiếp theo, mô tả cái hàm chính nhé, def này merge thuật toán trộn chính nhé, sort nó sẽ khác bên này. Các bên này một chút nhé, bên này là phải có cái điều kiện là nếu len a nhỏ hơn bằng 1 thì return a, thì cái lệnh này ở bên này cái lệnh này vì nó cầm trả lại mà, cho nên lệnh này cần ở bên này lại không cần nữa, cho nên cần như sau này: if len a mà lớn 1 thì mới làm, còn bằng 1 thì thôi, tôi dừng lại. Đấy, đơn giản như này thôi, được chưa? Và bây giờ làm như sau này nhé, làm như sau rất đơn giản thôi. Tôi đặt k bằng nhé, tôi đặt vẫn ghi đặt k bằng len a từ ở giữa đây nhé, và sau đó tôi làm như sau. Tôi đặt l là cái là dãy bên trái, đặt l là cái dãy bên nửa bên trái từ đầu cho đến vị trí k, cho đến vị trí trước k nhé, trước k đây, cái ra cho nên dễ nhìn. Đấy. Còn nửa sau tôi đặt r bằng là a k là sau như này. Đấy. Đây là nửa đầu thì tôi biết cho nó, đây là k này. Đấy. Nhưng mà l là từ 0 cho đến k trừ 1, còn r là từ k cho đến hết. Mình đặt hạn lệnh riêng này. Và thế đây thì tôi sẽ gì, tôi dùng lệnh là như sau: merge sort, gọi đệ quy là đây này, để quan thêm nó gọn, nó tại chỗ mà. Đấy, tiếp theo nó là merge sort, gọi đệ quy merge sort r, và cuối cùng chúng ta gọi lại cái lệnh merge kia, gọi lại cái merge này, gọi lại trên này, trên là a phẩy l phẩy r, được chưa? Thì chính là cái này. Như vậy này, chúng ta không có lệnh, không có một cái dòng chữ return nào cả, cho nên nó sắp xếp tại chỗ mà. Nó sau cái lệnh này thì a nó thay đổi luôn. Tôi kiểm tra lại nhé. Đây bây tôi copy lại cái bên này là xong, mình copy cái này, tôi copy luôn cái này vào đây luôn nhé. Đấy. Và cái này tôi không cần thiết phải hàm trả lại nữa, để tôi copy về đây này. Ui dạ. Copy cái lần trước ra đây. Đây nhé. Đấy. Và đây tôi sẽ gọi luôn. Đây, mốt này thôi. Và đây tôi print A luôn. Như vậy là nó làm sau đây này nó sẽ nó xử lý luôn trên A luôn và in luôn A ra luôn. Thì nó gọi là tại chỗ đấy. Sau lệnh đó là A nó tự nó sắp xếp lại. Đấy, nó sẽ lại như này này. Đó.
Được chưa? Vậy chúng ta chú ý là có hàm trong bất cứ một cái chương trình, một cái hàm, một cái tổ sắp xếp nào là luôn luôn có hai phương án. Hai phương án là một phương án là sắp xếp mà không tại chỗ mà tại chỗ. Khi bất cứ thiết kế một cái tổ án nào thì chúng ta đều làm như vậy nhé. Việc quay lại bài tập các bạn là các bạn hãy quay lại ba cái thuật toán mà đã học từ ban đầu, thuật toán sắp xếp, chèn, chọn và nổi bọt ấy. Thì ba cái đó khi mô tả ấy, đều là tôi đều mô tả cho các bạn, đó là ba thuật toán đều là mô tả dưới dạng là sắp xếp tại chỗ. Vì các bạn một tập về nhà là các bạn hãy thiết kế lại ba thuật toán đó nhưng mà sắp xếp là không tại chỗ. Tức là sao mà chạy xong thì kết quả nó ra một dãy mới mà dãy cũ của nó là không thay đổi. Cái này trong thực tế là dùng rất nhiều nhé, trong rất nhiều bài tập là có những bài tập là trong rất nhiều bài tập phải dùng cái thuật sắp xếp là tại chỗ, cũng có rất nhiều bài là phải dùng cái loại bài dùng cái thuật sắp xếp là không tại chỗ đó mới đúng, trong rất nhiều những cái hoàn cảnh cụ thể. Được chưa? Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ làm thêm, tôi sẽ cùng các bạn tôi dẫn chúng ta sẽ làm thêm một phương án nữa nhé. Phương án này là phương án rất là hay, phương án này là chúng ta hay dùng, tôi kiện là tôi thiết kế các bạn thêm một phương án nữa là thuật toán sắp xếp trộn tại chỗ nhưng mà dùng các ký hiệu khác như này cho nó hợp lý hơn. Đấy, nhé. Đây bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế một toán thứ ba nhé, là thuật toán sắp xếp trộn nữa nhé, tại chỗ nhưng mà là cách hai. Cái này nó rất điển hình, tôi muốn rất điển hình, chuyện này rất là hay. Nó hơi giống cái cách mô tả của nó giống như là cái thuật toán như là giống cái trong cái các cái bài liên quan đến tìm kiếm nghĩa phân ấy. Thì chúng ta cùng nhau làm nhé. Thì đầu tiên tôi mô tả cái thuật toán chính đã, rồi chúng ta sẽ mô tả cái phần merge sau nhé. Chính là như này này, bây giờ chính là như này nhé. Đây này, tôi sẽ mô tả luôn các bạn. Đầu tiên tôi mô tả cái sắp xếp merge sort. Mô tả cái dạng như sau. Mô tả cái dạng là A và sắp xếp trên một dãy con của nó bắt đầu từ địa chỉ left sang chỉ số F sang chỉ số right. Đấy là cách chúng ta rất hay mô tả. Đấy. Cái là sắp xếp tại chỗ. Sắp xếp dãy A nhưng mà trên cái chỉ số vùng chỉ số nó bắt đầu từ left và kết thúc tại cái right. Và khi gọi hàm ta sẽ gọi hàm là merge sort A phẩy 0 phẩy len A trừ 1. Đấy nhé. Mình tôi mô tả cái này. Đây là cũng sắp xếp tại chỗ. Chứ cái làm như sau này. Bây giờ là if đây, if left nếu mà nhỏ hơn hẳn right thì mới làm, không thì thôi. Đấy. Thì làm như sau. Chúng ta đặt là mid là cái số giữa. Giữa của hai cái này. Chính là gì? Chính là left cộng với right và chia 2. Đấy, các bạn thấy con quen không? Đây là cái cách làm giống như kiểu đúng bài thử nghiệm phân. Cái cách này rất là hay vì nó rất là quen thuộc các cái từ ngữ là left, right rồi mid, rất là dễ nhé. Sau đó chúng ta sẽ gọi lại merge, gọi định quy merge sort nhé. Lần ta bắt đầu sort cái A này, bắt đầu từ left cho đến vị trí mid. Đấy. Xong bước tiếp theo là merge nữa nhé, merge sort A từ vị trí là mid cộng 1 cho đến right. Đấy. Vậy là cái hàm này là cái hàm này, đây là gọi định quy đúng không? Cái đây là sắp xếp trộn dãy A từ địa chỉ left đến chỉ số left đến chỉ số mid, còn dưới này là chỉ số mid cộng 1 đến right. Và sau đó chúng ta nối lại thôi. Chúng ta dùng lệnh merge. Một lần tôi chưa có nhé, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Merge nhé. Là A này left mid và right. Đấy. Nhưng mà cái hàm này rất là ngắn. Đấy, hàm này này. Yeah. Được chưa? Đấy, bây giờ tôi sẽ mô tả lại cái trên này nhé. Đây là def này. Mô tả lại cái hàm hàm trộn nhé. Most như sau. Cái này cũng là tại chỗ là left mid và right. Hàm này là hàm gì? Hàm này là cái hàm mà trộn hai cái vùng của A, một cái vùng là từ left đến mid và vùng thứ hai là từ mid cộng 1 đến right. Giả sử cái vùng left đến mid cũng có xếp tăng dần
và cái vùng từ mid cộng 1 đến right sẽ tăng dần, và chúng ta trộn lại đặt đúng tại vị trí A luôn, trả lại luôn luôn đúng là A luôn nhé. Thì đây là cái thuật toán là sắp xếp là trộn tại chỗ nhưng mà dùng ký hiệu left mid right, rất là hay. Cái nghĩa là chúng ta sẽ dùng sau này dùng rất nhiều nữa nhé. Chứ tôi muốn đưa ra cái này vẫn là một dạng của sắp xếp trộn tại chỗ thôi, nhưng mà ký hiệu rất là hay. Tôi mô tả tiếp tục cho các bạn nhé. Thì đầu tiên làm như sau, tôi sẽ trộn hai cái vùng là left mid và từ mid đến right đó, tôi đưa vào một cái dãy phụ. Thông thường dữ liệu đó tôi cập nhật vào A. Thế tôi đặt dãy phụ, tôi đặt tên bằng tem, đặc biệt là tem đi. Tem như sau, tem là bằng đặt là một cái dãy phụ. Đầu tiên đặt tên là, đầu tiên gồm toàn số 0 và nhân với len A. Đấy, dãy phụ. Nhé. Tôi sẽ trộn hai cái vùng dãy left mid và mid right đó đưa vào cái tem. Xong cuối cùng là tôi đẩy từ cái tem đó vào A. Cái làm là như vậy, giống hệt như là cái làm các trộn ở phần trên thôi. Rồi làm như sau nhé, tôi đặt là y này. Y là bắt đầu chạy từ cái dãy left mid, nó vận đầu tiên là từ left. Yeah. Đúng không? Còn g chạy ở dãy bên phải, bắt đầu từ là mid cộng 1. Cái này cũng rất dễ hiểu. Đấy, mid nhé, cộng 1. Đó là y và g nhé. Còn k chạy bắt đầu từ a trong khoảng từ left đến right, những k chỉ bằng left. Sau chúng ta làm hoàn toàn tương tự như là cái bài phần trước. Phần này tôi ghi ra là cái hàm là mode sort số 3 nhé. Chúng ta thấy được cái 3, chúng ta sẽ một học 3 cái hàm sắp xếp trộn khác nhau, vẫn cùng là sắp xếp trộn mà cái viết là viết được khác nhau nhé. Vì đầu tiên này, phòng học đầu tiên này, y y nhỏ hơn hoặc bằng mid, bắt buộc đây là phải chọn hoặc bằng mid, vì nó đến mid thì dừng lại mà. NG nhỏ hơn hoặc bằng right. Đấy. Đấy. Thì tôi làm nhé. Y là if này. If mà A, đấy, chúng ta chú ý nhé. If A y mà nhỏ hơn hoặc bằng AG, chúng ta chú ý vẫn là A nhé, vì trên cùng một dãy A thôi mà. Đấy. Từ left đến mid, đóng vai trò là cái dãy bên trái. Từ mid cộng 1 đến right, đóng vai trò dãy bên phải. Thì nó chính đây vẫn là A. Đây là A đấy. Vì y chạy từ y là bắt đầu từ left mà g chỉ mid cộng 1 mà. Đây chính là đây chính phải đây. Và nếu này tôi đưa vào tem nhé. Tôi đưa vào tem như sau. Nếu như này tôi đưa như sau, tôi đặt là tem. Đấy, chúng ta đặt vào tem. Tem y. Tem k chứ. Tem k bằng AI. Bằng AI. Và tôi tăng y lên một đơn vị. Y hệt như cái sắp xếp trộn. Còn ngược lại ở đây nhé. Các bạn phải làm quen với những cái này. Ngược lại nếu AI mà lớn AG thì tôi đưa vào cái tem. K bằng AG. Sau đó tăng g lên một đơn vị. Và đây, tăng k lên một đơn vị. Đây chính là con lọc đầu tiên của trộn đấy. Đó. Sau con lọc tiếp theo là ở đây. Con lọc tiếp theo ở đây tôi chạy trên kia bên trái trước nhé. Y, y nhỏ hơn hoặc bằng mid. Thì tôi đưa hết vào cái tem. Y bằng A, xin lỗi, và tem y bằng tem k. Tem k bằng A y. Đấy. Và tăng y lên một đơn vị. Tăng k lên một đơn vị. Còn chỗ này làm tiếp tục. Y g nhỏ hơn hoặc bằng y. Thì làm tiếp tục tem k bằng g. Tem k bằng g và g bằng g cộng 1. Xin lỗi là k bằng k cộng 1.
đây là kết thúc. Sau đó tôi phải làm thêm nhiệm vụ nữa, tôi phải cập nhật cái tem đó vào trong cái dãy A, cập nhật trong khoảng cách, trong cái chỉ số từ từ left đến right, làm sao tôi là for i, còn for i cập nhật đây, for i in range, in range từ left đến right, tức là đến right cộng 1. Đấy. Cập nhật tôi viết là a i bằng tem i. Đấy. Được chưa? Thì đó chính là cái đây chính là cái lệnh merge, nhưng mà là lệnh trộn, nhưng mà trộn thì trộn trên cùng một cái dãy A. Em nào, vì tôi làm tôi copy thử cái hai sang đúng không nhé, để tôi copy cái test này kiểm tra xem nó có đúng không. Đấy, chạy thử nhé. Không phải là merge sort ra, mà phải là merge sort không len A chỉ một. Không phải không phải copy tuần thì đấy. Cái lệnh chính nó là merge là sort là A phải không len A chỉ một. Lệnh chính là như này mà, A left right mà. Thì tôi muốn mô tả lại cái lệnh chính thì tôi phải gọi là left A không len A chỉ một. Biến nó đúng đấy. Sau đó tôi print ra thôi, vì nó là cái lệnh sắp xếp tại chỗ đấy. Thực ra cái phương án này cũng có thể làm là không tại chỗ, nhưng mà thưa các bạn cái đó là mà tôi về nhà các bạn làm nhé. Như vậy tôi vừa mới trình bày xong cho các bạn ba cái thuật toán sắp xếp. Đây là buổi hôm trước này là cái thuật toán sắp xếp không tại chỗ, có vẻ rất là nhìn rất là dễ hiểu. Merge B và C đây nhé. Đấy, sau đó thì ta đây nếu mà chính đây đặt cao này, đặt B vào merge sort A phần nửa đầu của nó đây, đây nửa sau đây, và tôi merge lại trở về một cái hàm mới thì đưa về cái này. Còn đây là hai phương án 2 và 3 là cái thuật toán sắp xếp mà tại chỗ hai đây là cách 1, nhìn cũng lần ná giống giống cái phần không tại chỗ ở trên, nhưng mà ta kiểu là ALR cho nó dễ nhìn. Còn cái chúng ta là xếp tại chỗ, cái này rất là hay vì đây là cái hình, đây là cái hình, cái màn hình kia, đây là cái một cái khuôn dạng rất là dễ hiểu, rất là quen thuộc đối với người lập trình, đối với người làm thuật toán ấy, rất là hay. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải một số bài tập nhé, một số bài tập đơn giản liên quan đến vẫn tiếp tục mà liên quan đến cái sắp xếp trộn này. Hôm trước tôi nói rồi là chúng ta sẽ chứng minh rằng sắp xếp trộn là cái sắp xếp mà có cái độ phức tạp thời gian là n log n rất là nhanh, dùng đều và rất là tốt, rất là hay luôn nhé, rất là nhanh. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm một cái bài tập như này. Thực ra có rất nhiều phương án khác nữa thì tôi sẽ cho tôi về nhà, nhưng có rất nhiều cái phương án khác nữa, cái phương án các bài tập mà liên quan đến sắp xếp trộn nữa, mà có đó là phần bài tập mà về nhà làm sau. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm một bài tập mà cũng khá đơn giản nhưng rất là hay, bài tập này nó hay, nó điển hình cho cái việc ứng dụng cái sắp xếp trộn nhé. Đó là cái bài toán đếm số cặp nghịch đảo của dãy cho chiếc. Được chưa? Thì như sau nhé, cho dãy A này, cho chiếc dãy A bất kỳ nhé, thì cái cặp này, cái cặp mà chỉ số y phẩy g đấy với y cặp này được gọi là nghịch đảo. Nếu như sau này, nếu mà y nhỏ hơn g nhưng ai lại lớn hơn a g, như vậy là đấy. Được chưa? Thì cái bài này là cái bài là mới thoạt nhìn
À, tôi nói luôn cái bài này nếu chúng ta mà làm thuật toán tự do châu bò ấy, thì chúng ta chỉ duyệt tất cả các ý này thôi, và kiểm tra nếu là người đảo chúng ta cộng vào một, ta đếm số lượng người đảo thôi thì rất là dễ. Thì tôi mô tả luôn nhé. Cách một là thuật toán châu bò này, cách một nhé là thuật toán tự nhiên châu bò nhé, rất nhanh. Thuật toán tự nhiên làm được ngay là chúng ta duyệt trên dãy A, duyệt trên các cặp Y và G, sao cho Y nhỏ hơn G, và kiểm tra nếu mà AI mà lớn AG thì chúng ta tăng cái điểm lên lên một đơn vị, điểm tất cả các cặp đó nhé. Làm như sau này, để tôi viết này. Tôi viết là nghịch đảo nhé. Nghịch đảo A. Đấy. Cái làm như sau này là sửa tự đặt N bằng len A này. Len A. Sau đó tôi đặt cái biến cao dùng để đếm nghịch đảo thôi. Đầu bài là cần này, đầu bài là trả về cái số lượng nghịch đảo đó, cặp nghịch đảo đó nhé, cao bằng 0. Làm như sau, tôi chỉ cần là for E in range từ 0 cho đến n 2 hoặc n 1, n 2 vì không còn n nữa nhé. Vì y nhỏ gì cho y, y có thể chạy từ 0 cho đến n, cho đến n 2 đến phần thử cuối cùng. Sau là for g in range bắt đầu từ y cộng 1 đến cuối đến n. Đấy. Kiểm tra. Bây giờ if ở đây là cặp này là đây là cái lệnh này, đây là cái vòng lặp là tìm tất cả các EG sao cho là y nhỏ hơn g nhé. Rồi bây giờ kiểm tra if AI mà lớn hơn AG, đấy, lớn hơn AG thì chúng ta tăng cao lên một vị, cao bằng cao. Đấy. Và cuối cùng ở đây chúng ta trả về cao là được. Thường cao. Thì đây là cái, đây chính là cái lời giải gì? Đây chính là cái lời giải tự nhiên châu bò nhé. Cho thấy không? À, nó có hai vòng lặp lồng vào nhau. Đấy. Suy ra cái thời gian chạy của nó sẽ là n bình phương. Thời gian là O n bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ làm sang cách thứ hai. Cách thứ hai là cách chúng ta sẽ sử dụng sắp xếp trộn. Cái rất hay của bài này là gì, là cái bài này là gì, cái tư tưởng của nó, mặc dù cái bài này nó không liên quan đến trộn cả, nhưng mà rất là chúng ta quan sát một chút ấy, thì chính khi mà chúng ta trộn hai dãy với nhau ấy, thì đúng lúc trộn ấy là cái lúc mà chúng ta tìm được nghịch đảo. Đây là tôi sắp lại cái này, đây này, trộn nhá, khi trộn này. Đấy. Chọn đây, chọn phần đầu phần cuối này. Đấy. Nếu AI mà nhỏ hơn AG thì là không tạo nghịch đảo. Nhưng AI mà lớn AG là nghịch đảo đấy, là tạo nghịch đảo đấy. Nhà thì chúng ta này là chúng ta sẽ đếm, khi mà AI nhỏ hơn AG thì chúng ta sẽ bỏ qua, còn khi mà lớn hơn ấy, thì chúng ta sẽ đếm như này này. Chúng ta chỉ việc, nhưng chúng ta đồng thời khi mà trong khi chúng ta đang sắp xếp chọn tại chỗ theo phương án này này, thì chính chỗ này là chỗ chúng ta sẽ đếm được cái chỗ nghịch đảo đó. Để chúng ta đếm như nào chúng ta phải chúng ta bàn một chút nhé, để tôi cho các bạn xem một chút để chúng ta hình dung được. Khi mà chúng ta trộn hai dãy làm sao mà tính được nghịch đảo, thì tất cả cái chỗ nghịch đảo là nó đếm ở cái lệnh ở cái thực đơn trộn thôi. Đây nhé, đây là cái đoạn, đây là B, đây là phần đầu, đây là B nhé, hay đây là left này, đây là mid này, đây là C nhé, đây là C, đây là mid cộng 1 này, còn đây là right này. Bây giờ trộn lại với nhau được chưa? Đây là phần tử thứ Y này, còn đây là phần tử thứ G tôi đang xét này, G này, được chưa? Thế nếu mà AI nhỏ hơn hoặc bằng AG thì thôi, thì không thì bỏ qua, ta thấy bình thường vì chỗ này, vì nó không, chỗ này nó không y nó nhỏ hơn gì mà, nhưng mà ai nhỏ hơn bằng AG chỗ này nó không tạo nghịch đảo, chỗ này là bỏ qua nhé, thì tính bình thường. Phần thứ hai là nếu mà AI mà lớn hơn đấy, hơn AG thì nghịch đảo, được chưa, thì nghịch đảo.
cái lễ nhảy nghịch đảo. Nhưng mà chỗ này là chỗ này bọn bao đếm nghịch đảo, đếm đếm nghịch đảo thì đếm như thế nào à, chúng ta chú ý chỗ này khó nhá. Sau này thì cái phần tử này này, phần tử này nó sẽ được đưa vào cái tem. Cho nhớ lại nhé. Khi mà nếu mà AI mà lớn AG thì đưa cái AG vào tem. Đấy. Đây này. Nếu mà AI mà lớn AG này. Đấy. Thì chúng ta đưa vào tem. Đấy, chúng ta đưa vào tem ở đây nhé. Đó. Thì hỏi rằng là ở chỗ này thì là phải đếm bao nhiêu đảo nữa. Đấy, chúng ta chú ý quan sát một chút nhé. Khi mà đến đây cái lớp phần tử lớn lớn phần tử này nhé, thì không phải là đếm là một đâu. Nếu mà AI nó gì thì không những AI mà tất cả các phần tử từ đây chân cuối đây này đều lớn AI để hết. Đấy. Suy ra là chỗ này là phải tăng cái đếm, chỗ này là phải tăng cái đếm để đảo, tăng cái biến đếm mà tăng biến đếm bằng đếm cộng bao nhiêu nhỉ? Cộng không phải là một mà cộng với là gì? Cộng với toàn bộ số lượng các phần tử ở đây này. Đấy, bằng là mít này trừ đi y này và cộng 1 bằng là đếm cộng với là mid trừ đi y và cộng 1. Đó. Vì cái này nó đưa vào đây hết rồi mà. Chuyện đưa vào đây hết rồi thì là ta không thì chúng ta không ấy được nữa. Thì chúng ta không sau đó chúng không đếm nữa, chúng ta phải đếm tại đây thôi. Không cho đếm cả phần tử xong này nữa. Chuyện một lần này chúng ta phải đếm là ta từng này. Đó, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tiếp theo này, khi vòng lặp này mà xong ấy, hết đến B rồi thì ta đếm C, thì lúc về C thì nó không ảnh hưởng nữa, chứ không ảnh hưởng. Ngược lại mà hết C rồi thì đến bến B thì cũng không ảnh hưởng nữa, chứ cái phần mà tận phần sau ấy thì chúng ta không cần tăng cái bến cao nữa. Nhưng mà mỗi chỗ này là chỗ đây, có mỗi chỗ này là chỗ mà ta xuất hiện cái đảo thôi, tính là ở đây là đủ rồi. Tôi làm nhá. Để chúng ta cùng nhau làm, bài này chúng ta làm lại hoàn toàn theo cái sắp xếp chọn, nhưng đồng thời là tính nghịch đảo luôn, được chưa? Rồi, bây giờ làm này, bài này nhé, nghịch đảo này, bây giờ làm xong cách 2 này, cách 2 là sử dụng sắp xếp chọn, chủ yếu là lệnh chọn đấy để mà tính nghịch đảo. Được chưa? Rồi và chúng ta sẽ tính bằng hai hàm. Đầu tiên là cái hàm vẫn là hàm merge bình thường đã nhé. Hàm merge này là cái hàm nó sẽ trả lại cái nghịch đảo. Đấy, sẽ trả lại cái số nghịch đảo A này, left này. Tiếp theo là mid này và tiếp theo là right. Vẫn hệt như vậy nhé, chúng ta thậm chí chúng ta có thể copy hoàn toàn từ bên này sang được đấy. Thôi, tôi viết lại cho chúng ta nhớ đây. Viết lại nhé. Chúng ta nhớ. Nhưng mà cái hàm này là chúng ta là không cần gì. Cái hay là chúng ta dùng sắp xếp thôi, nhưng mà chúng ta lại không vẫn cần sắp xếp được, vẫn cần mà. Được chưa? Rồi tôi làm như sau nhé. Đây tôi làm như sau. Cái hàm này ở bên này của tôi là tôi bị từ nhé. Tôi kiểm tra xem là tôi có bị sai chỗ đỏ ở bên này không. Thì bên này có hình như bây giờ tôi bị sai một chút đấy nhé. Để đợi tôi một chút để tôi kiểm tra lại trong cái bản gốc của tôi cho khi không sao, không được, không đổi nghịch đảo này mà tôi làm thì vẫn được nhé, không sao. Bây giờ tôi phải dùng một cái hàm tem để tôi lưu lại. Hàm tem này chính là bằng là không nhân với len a đây để cho nó đúng với cái a nhé. Rồi
Sau tôi làm như sau này. Sau đó tôi làm lại giống bên này thôi. Tôi chỉ có thể copy lại bên này, nhưng mà tôi viết lại. Đây, y nhé. Y bằng left này. Y bằng left này. G bằng mid cộng 1 này. Và K bằng left. Và thêm biến nữa là cái biến cao. Biến cao là để đếm. Đấy, để đếm số lượng cái đảo sau cái lệnh merge. Đấy, sau cái lệnh là đấy. Thêm cái lệnh cao nữa nhá. Thêm cái biến cao rất quan trọng. Đấy, là chú ý nhé. Rồi, thì là như sau này, chúng ta nhìn lại, tôi viết lại cái này nhé. Y mà nhỏ hơn bằng mid nhé. Mid này, cái này cái hàm merge là phải dùng rất nhiều lần. NG nhỏ hơn bằng right. Đấy. Thì làm như sau này. Trường hợp mà nếu mà AI mà nhỏ hơn hoặc bằng AG thì không hề có cái gì xảy ra. Thì là vẫn đặt là gì? Vẫn đặt là tem. Là tem K bằng AI. AI. Sau đó là y bằng y cộng 1. Để ngược lại nhé. Else. Đấy, bắt đầu như thế này này. Else này là nếu AI mà lớn AG đấy thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ phải tăng cao lên. Tăng cao bằng cao. Tăng cao bao nhiêu? Tăng cao là bằng cái số là chính là bằng gì? Chính là mid trừ đi y cộng 1 cộng với mid lại trừ đi y cộng 1. Vì sao tôi nói rồi? Là vì chúng ta phải cộng vào với số lượng tất cả các phần tử từ đây lên này. Đấy. Tất cả các phần tử này đều lớn vì cái dãy này tăng dần mà cho tất cả cái y mà AI mà lớn hơn AG thì tất cả cái AI cộng 1, AI cộng 2, AI mid đều lớn AG hết. Cho tất cả cái này nó đều là người đảo hết vì cái dãy số đây là dãy này dãy bên trái mà chúng ta nhỏ hơn cái bên dãy bên phải là AG. Đó. Bên phải đây là cái AG bên này. Cho nên là phải như này. Đó. So như bình thường, so chúng ta làm như bình thường. Đây, đó là tem của K bằng A, G. Tăng chi lên 1 đơn vị. Và ở đây chúng ta tăng K lên 1 đơn vị. Giống như bình thường. Được chưa? Còn ở đây, sau khi mà xong cái B và C rồi, chúng ta làm riêng từng cái một thì không có gì cả, thì không phát sinh gì nữa. YG mà nhỏ hơn hoặc bằng mid thì chúng ta tăng lên. Chúng ta là tem K bằng AI. Cái này là cái vòng lặp sau đấy nhé. Sau tăng K lên 1 đơn vị, tăng Y lên 1 đơn vị. Chuyện này làm lần nữa nhé. Y G nhỏ hơn nó bằng Y tem K A G tăng K lên 1 đơn vị, tăng G lên 1 đơn vị. Từ đây là kết thúc kia phần của cái merge, nhưng mà ta cùng nhau chúng ta phải return. Đấy, vẫn phải return gì? Return cao. Đấy. Đấy, chúng ta chú ý. Hàm này là hàm nó trả về cái nó vừa trộn tại chỗ nhưng đồng thời là nó trả về cái số lượng các nghịch đảo ở trong cái miền bên trong cái vùng từ left đến khi mà trộn normal là trộn ra cái này là cái cao là cái số lượng các nghịch đảo mà của cái vùng là từ left đến right. Như vậy cho yên tâm nhé. Hammers. Trộn đồng thời. Trộn và tính số cặp đảo trong cái khoảng từ
từ left đến right. Các bạn chú ý một chút nhé, vì để tôi nói một chút vì sao có hai chấm này này, để tôi nói một chút nhé, vì ở trong Python cái dấu hai chấm mà trên dưới thì nó mô tả cái slicing ở trong cái Python, cho nên tôi hay thường ký hiệu như này để chúng ta chú ý nhé. Thì tôi khi mà ký hiệu ở trong cái dãy, cái miền dãy con rồi ở trong Python thì như này nhé, khi tôi viết là a mà ví dụ như là a chỉ số left, ví dụ thế nhé, left 2.right, thì đây chính là cái dãy con từ cái chỉ số left đến chỉ số là right trừ 1, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Right trừ 1. Đấy. Đây là cái để mô tả cái slicing, gọi là cái lát cắt ấy, của một dãy. Nhưng cái chỉ số này nó là như vậy nhé. Còn khi mô tả một cái mô tả như này thì nó là khác. Khi mô tả cái này là cái ký hiệu riêng của tôi thôi. Khi left 2.right thế này thì là đây là mô tả cái miền, nó chỉ là mô tả đây. Cái chỗ này là Python nhé, Python nó ký hiệu như này. Còn cái này không, cái này tôi tự ký lấy thôi. Thì là đây hai chấm bên cạnh này thì đây là từ left, đây là cái dãy con, chỉ là cái dãy con từ left đến right luôn. Mà khi tôi viết nhanh là viết này là cái chỉ số là cái left 2 như này, right. Đấy, cũng là hiểu theo nghĩa cái này này. Cái này nhé. Còn khi tôi viết cho tổng quát ấy, cho đỡ quen thì tôi viết khi viết là như thế này. 2 thế này này. Đấy, thì được hiểu là nó chính là cái này này. Nó chính là cái này này. Đấy. Là từ left đến right trừ 1. Chúng ta chú ý nhé. Vì cái này là ký hiệu dùng cho Python, đừng để nhầm lẫn với ký hiệu này. Để ký hiệu là mình tự viết thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ mô tả cái hàm chính này. Hàm chính này là vừa chọn nhưng mà vừa tính luôn. Thì tôi viết luôn nhé. Def này. Hàm này là hàm tính này. Tôi viết là tính này. Inv gọi là nghịch đảo. Nửa Anh nửa Việt nhé. Này này. Nửa Anh nửa Việt nhé. Là tính cái hàm nghịch đảo từ A, từ cái chỉ số là left đến chỉ số right. Đấy. Mô tả như này, tính nghịch đảo. Thì cái hàm này như sau này. Hàm này như sau nhé. Kiểm tra trường hợp 1 này. Nếu mà left này mà là bằng right thì chúng ta sẽ bằng right hay lớn hơn bằng right. Lớn hơn là bằng right nhé. Thì chúng ta return 0. Đây là trường hợp mà chưa cơ sở. Còn ngược lại này, em left nhỏ hơn hẳn right thì tức là cái dãy A lớn hơn phần tử, thì cho làm như sau. Chúng ta đặt mid bằng left cộng với right. Điểm giữa đây. Đấy. Được chưa? Sau chúng ta tính các cái dùng cái gọi EQ cho tính cao tính các cái điểm các cái đảo ở bên trái L đây bằng là tính inv của A left mid tính bên trái, xong đặt cao R bên phải bằng tính này A tính từ mid cộng 1 right. Được chưa? Như vậy là cái KL tính là gọi để quy đấy, tính cái số cặp gạch đảo ở dãy bên trái từ left đến mid. Còn KR là cái số cặp gạch đảo tính từ mid cộng 1 đến right. Được chưa? Còn cái phần mà khi trộn là tính phần ở giữa, tôi kêu là trung bình giữa, tôi đặt tên là cao, kêu là M đi, bằng là merge, dùng cái hàm merge là a mid
left, mid, right. Được chưa? Như vậy là cái các cặp quỹ đạo là hoặc hoặc nằm bên hẳn bên trái của phần nửa nửa đầu của dãy A, hoặc nửa sau của dãy A, hoặc là nằm tràn ra cả hai bên, thì tôi tính qua cái hàm merge này. Thật cái hàm merge này chính là cái số lượng các cặp quỹ đạo mà nửa đầu là của nửa đầu và nửa sau. Đấy. Thì cùng đây tôi sau cùng là tôi return. Return là cao left cộng với cao phải và cộng với cái v cộng với cao ở giữa nhé. M. Đây chính là cái hàm mà chúng ta cần phải tính. Đấy. Áp dụng hoàn toàn cái tư tưởng của cái em sắp xếp trộn, các bạn thấy không? Đấy. Nghe chưa? Thì sẽ có rất nhiều bài nữa mà liên quan đến cái rất nhiều bài mà liên quan đến cái tư tưởng của cái trộn này, được chưa? Được rồi. Như vậy là tất nhiên phần này còn nhiều một tập nữa, nhưng mà thôi được, vì chúng ta không thời gian nhiều thì các bạn sẽ làm một tập về nhà và chúng ta sẽ cùng nhau sửa sau nhé. Từ hôm nay trở đi tôi đỡ bận hơn một chút rồi, thì chúng ta sẽ cho từ tuần sau trở đi tôi sẽ có tăng cường những cái buổi mà là chữa bài tập, và tôi sẽ giải bài tập tôi gửi cho các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau giải. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo của bài hôm nay, là tôi giới thiệu với các bạn tiếp theo một cái thuật toán sắp xếp nữa, cũng sử dụng chi để trị mà nó rất là hay, là thuật toán sắp xếp nhanh nhé. Bây giờ tôi sẽ quay sang là chúng ta sẽ trình bày tiếp theo là sắp xếp nhanh. Phần tiếp theo nhé là chúng ta cùng nhau xem xét lại cái thuật toán sắp xếp nhanh, cũng rất là hay luôn. Sắp xếp nhanh tiếng Anh nó gọi là quicksort, một toán rất nổi tiếng luôn nhé, quicksort. Cái này nó nhanh hơn một chút so với merge, so với sắp xếp trộn, nhanh hơn một chút thôi, nhưng cũng gọi là nhanh rồi, nhưng mà nó có một số nhược điểm. Thì là khi trình bày tôi sẽ nói sau. Nhưng mà nói chung đây là hai thuật toán hay, thuật toán sắp xếp trộn và sắp xếp nhanh đều là thuật toán rất là hay, mà bất cứ những người nào mà học về công nghệ thông tin, học về học máy tính đều phải biết. Ở trong sách khoa cơ trí thức thì cho phần chuyên đề thì tôi không đưa vào cái này vì nó hơi sợ nó quá nhiều và nó hơi quá sức, cho nên là không đưa vào trong sách vì chúng ta ít thời gian lắm. Nhưng mà ở trong lớp này tôi trình bày để cho chúng ta hình dung. Thì sắp nhanh nó là cái gì? Tư tưởng nó là cái gì? Thì tư tưởng của nó là nó dựa trên thuật toán gọi là thuật toán phân đoạn. Đấy, cái này càng rất khó nhé. Chúng ta chú ý là với cái sắp mà sắp xếp trộn thì chúng ta có một thuật toán rất quan trọng, thuật toán là trộn. Bài toán trộn hay thuật toán trộn đúng không? Bài toán trộn, trộn hai dãy. Cái bài này là cái gốc, là cái phần tư tưởng gốc để mà tạo ra cái sắp xếp trộn. Còn cái sắp xếp nhanh thì tư tưởng nó nằm ở đâu? Tư tưởng của nó là nằm ở đây, nằm ở một cái bài toán rất là hay, nó gọi là bài toán phân đoạn. Cho nên chúng ta sẽ phải làm quen với cái bài toán phân đoạn này và nó rất là hay. Đoạn nha. Trộn tiếng Anh là merge. Còn phân đoạn thì anh nó là partition, rất đặc biệt, rất là hay. Thì bây giờ tôi sẽ trình bày các bạn nghe cái bài toán phân đoạn trước nhé, sau đó chúng ta sẽ khi phân đoạn rồi chúng ta làm rất nhanh, rất nhanh thôi. Thì sắp trộn nó là cái gì? Này, trộn là như thế này, là cho trước một cái dãy số bất kỳ, cho trước một dãy số bất kỳ a này, a1, a2, AN, AN. Thấy chưa? Thì phân đoạn là cái gì? Phân đoạn là như sau, là chúng ta sẽ so sánh, chúng ta sẽ thay đổi nhé. Chúng ta sẽ thay đổi làm vào đó, chúng ta sẽ phải biến đổi cái A này về một dãy mới. Nó có dạng như sau. Nó có dạng mới mà đến một cái chỉ số P là nó ở đây nhé. Đây nó gọi là AP đi. AP. Còn đây chỉ số P.
Đây đây nó vẫn là A1, là đây chính là A0 đấy. Đây chính là A của A này, N trừ 1. Thì nó như sau. Thì sau khi mà phân đoạn ấy thì nó phải ra kết quả như sau. Ra kết quả là với mọi cái phần tử ở bên này này thì AI này là phải nhỏ hơn hoặc bằng AP. Đấy. Mọi phần tử ở đây nhé. Mọi phần tử ở đây này thì cái mọi cái là cái AG này là phải lớn hơn hoặc bằng AP. Nhưng mà là nó chia đôi ra, phân đoạn đôi ra mà một nửa sau, nửa đầu là nhỏ hơn phần tử AP. AP là nhỏ hơn là một nửa sau. Đấy. Tư tưởng như thế. Như vậy là sau khi phân đoạn như sau. Sau khi phân đoạn ấy, sau khi phân đoạn nhé thì đây nửa đầu nó có thể nó lung tung như này. Đây phần tử chốt đây phần tử này gọi là phần tử chốt nhé. Phần tử chốt nằm ở đây. Còn nửa sau nó phải nằm ở đây. Đấy. Như vậy là đây là phần tử chốt đây này. Thì đây nửa đầu là nhỏ hơn chốt, nửa sau là lớn hơn chốt. Nó chia làm hai ra. Thì cái phần tử này là phần tử chốt, cái chỉ số này nó là chỉ số chốt, được chưa? Cái từ chốt ấy tiếng Anh nó là pivot. Thì nên đây là phần tử pivot, đây là chỉ số pivot. Hoặc khi tôi đánh nó lẫn lộn, tôi là dùng một từ là nó là chỉ số chốt, phần tử chốt không quan trọng lắm, nhưng mà nó chia đôi ra, nó chia đôi cái dãy của chúng ta làm hai phần, làm hai cái đoạn. Đoạn đầu là nhỏ hơn cái phần thử chốt, đoạn sau là lớn hơn phần thử chốt, được chưa? Rất là hay. Thì đây cái tư tưởng nó rất là hay luôn đấy. Mà cái hay của nó thì cái hay của phân đoạn này là mặc dù là nó thế nào là nhưng mà tổng thời gian cho cái đoạn này nó chỉ là ON, giống hệt như là trộn. Việc trộn dãy cũng vậy. Việc trộn dãy của chúng ta là rất là hay, là các bạn thấy là nó chỉ mất ON thời gian thôi. Cái này nó chỉ là ON thời gian thôi. Còn nếu chúng ta, hôm trước tôi nói rồi, nếu chúng ta làm dùng cách tư duy châu bò ấy, thì thuật toán phân đoạn này phải có tối thiểu là n log n thời gian. Còn phân đoạn này, nếu chúng ta làm cẩn thận ấy, mất là phải mất là n bình phương thời gian. Nhưng mà đây nó chỉ mất thời gian chỉ là ON rất là nhanh. Cái hay của phân đoạn là như vậy nhé. Như vậy là phân đoạn nôm na là gì? Ta cho chiếc dãy A mà bất kỳ, sau đó chúng ta sẽ làm nó sẽ tạo ra một dãy mới. Nó chỉ là hai phần như này. Phần đầu là nhỏ hơn, phần sau là lớn hơn. Mà sau đó chúng ta sẽ chia đôi ra, chúng ta làm một nửa đầu nửa cuối là xong. Chúng ta chia để trị cho nó ngay. Đấy. Như vậy cái phần tử chốt là cái rất quan trọng. Nhưng cái chốt này là nó không nhất thiết là phải nằm ở giữa nhé. Trong tất cả cái phần mà chúng ta dùng lại trộn, chúng ta trộn vào giữa và vào giữa dãy. Còn đối với thằng này thì là nó phụ thuộc vào cái chốt này, cho nên nó có thể nó không nằm ở giữa, nó nằm ở nửa đầu nửa sau không quan trọng, nhưng vẫn là phần tử chốt, vẫn là cái chỉ số chốt. Được chưa? Như vậy cái bài toán phân đoạn là như sau. Cái bài toán phân đoạn là như thế này. Bài toán phân đoạn là như sau nhé. Là cho trước dãy A cần tìm cần tìm phần tử và chỉ số, đúng không, là chỉ số luôn, chỉ số chốt đấy. Nó mà trả về cái chỉ số P nhé. Tức là cho trước A thì chúng ta sẽ tạo ra, cần có một cái hàm nó gọi là cái hàm partition A, và cái hàm này nó trả lại chỉ số P. Thì P chính là chốt. Tức là như sau, tức là với mọi I mà nhỏ hơn P thì AI nhỏ hơn hoặc bằng P. Và với mọi G mà lớn hơn P thì AG, tức là AP chứ, thì AP nhỏ hơn hoặc bằng AG. Tức là nó chia làm hai phần, nửa đầu của P là nhỏ hơn AP, nửa sau của P là lớn hơn AP, và cái AP nó ngăn đôi ra, và cái dãy A nó chỉ là đôi luôn, nó chỉ làm đôi, nửa đầu đây, nửa sau đây,
chia đôi như này, được chưa? Đây chính là cái giá, đây là giá trị, đây là phần tử hay giá trị pivot. Còn cái chỗ này là chỉ số, đây là chỉ số P, đây. P là chỉ số. Thì có rất giá phân đoạn có rất nhiều phương án làm, thì tôi sẽ mô tả các bạn từng cách làm một, nhưng nó có rất nhiều phương án để chúng ta giải quyết cái bản thân phân đoạn này. Nhưng mà bắt đầu của nó phải là phân đoạn đã. Thì bản thân phân đoạn này rất là hay. Kỹ thuật phân đoạn này chúng ta dùng rất nhiều trong rất nhiều bài tập khác nhé, trong rất rất nhiều bài tập khác. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và cùng nhau làm nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng nhau cái bài tập trước khi đấy, bạn này là tính nhà người cặp gạch đỏ đúng không, tính cặp nghịch đảo. Rồi bây chúng ta làm sang cái bài toán phân đoạn rất quan trọng. Với cái bài toán sắp xếp nhanh này thì cái phân đoạn là cái phân đoạn là quan trọng nhất. Còn khi chúng ta đã có phân đoạn rồi thì cái việc tính thiết lập cái thuật toán sắp xếp nhanh rất là nhanh các bạn. Cái hay nhất của cái đề chính là cái phân đoạn, bài toán phân đoạn nhé. Phân đoạn này tôi ghi là partition này, rất quan trọng. Partition tôi ghi là một. Chúng ta sẽ có vài phương án cho bài toán phân đoạn này. Thì bây giờ tôi mô tả luôn cái bài toán, cái làm của bài toán phân đoạn nhé. Tôi vừa làm nó cũng nhanh thôi, nhưng mà cũng chúng ta chú ý nhé. Thì tư tưởng của phân đoạn nó là như thế này, nhưng chúng ta tư tưởng là chỉ cần đúng một vòng lặp thôi. Chứ cái hay của này là chỉ cần một vòng lặp thôi. Chạy tới đâu là phân đoạn tới đó, mà chưa chạy đến cuối là phân đoạn xong luôn. Đấy. Cái hay của thằng này là chỗ đó nhé. Cho nên nhưng mà toán này nó chỉ có độ gian chạy nó là ON thôi, là vì thế. Thế thì nó là như thế nào thì tôi sẽ mô tả nhanh cho các bạn. Tôi sẽ mô tả nhanh cho các bạn cái trên mô hình nhé. Chúng ta thấy rõ là phân đoạn nó là như thế nào. Đây. Thì cái bài toán phân đoạn này là chúng ta sẽ mô phỏng nhanh cho chúng ta thấy cái mô phỏng nhanh cho nó nhé. Mô phỏng nhanh này, mô phỏng trên thực tế này. Thì bài toán này sẽ được chia làm hai bước. Bước 1 là phải tìm cái giá trị chốt chứ. Tìm chốt. Sau đó thì thiết lập chốt. Khi tìm xong thiết lập chốt trước đã. Thiết lập chốt trước nhé. Sau đó bước thứ hai chúng ta sẽ duyệt và phân đoạn. Phân đoạn. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài tập như này. Chúng ta làm thử nhé. Này. Giả sử dễ ăn chúng ta là như này. Giả sử dễ ăn chúng ta là như sau nhé. Đây. Tôi tìm ví dụ bất kỳ thôi mà. Không. Đấy nhé. Tôi tìm ví dụ bất kỳ. Ví dụ như là dễ ăn chúng ta sẽ là 5 này. 8 này. 7 này. 1 này. 3 này. 10 này. 4. Được chưa? Đấy. Thì mà chúng ta làm bước 1. Bước 1 là chúng ta tìm cái giá trị chốt. Thì có rất nhiều cách làm. Nhưng mà cách làm hay làm nhất gần nhất là chúng ta đặt chốt luôn vào phần tử đầu tiên luôn. Hoặc là chúng ta làm tìm chốt phần tử cuối cùng cũng được. Phần tử ở giữa cũng được, tùy ý chúng ta làm hoặc là bất kỳ ở giữa cũng được, tùy ý nhé. Nhưng mà tôi sẽ mô tả các bạn làm tìm chốt là tìm phần tử đầu tiên luôn nhé. Thì tôi đặt luôn chính là gì? Chính là cái này này, thì đặt luôn vào cái. Nhưng mà phần tử chốt phần của chúng ta là phần tử đầu tiên chính là AP. Chỉ là không hay là P bằng không. Đặt thế cho chúng ta làm sau nhé. Rồi chúng ta làm như sau này. Bây giờ tôi mô tả các bạn cách làm nhé. Đây như này. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ duy trì. Đây chúng ta. Đây chúng ta làm như 5 này. 8 này. 7 này.
1 này, 3 này, 10 này, 4 này. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm như sau này. Đặt P. P là cứng là P đặt cứng là 0. Đặt cứng là chính là số 5 này nhé. Được chưa? Bây giờ làm như sau này. Tôi sẽ làm đầu tiên tôi đặt y bằng 0. Sau đó là g. Tôi cho g chạy từ đầu cho đến cuối nhé, từ lên tôi for g bằng 1 tu đầu tiên này, tu n trừ 1 nhé. Đấy. Thì làm như sau này. Đây nhé. Thì tôi sẽ bạn tôi làm như nào nhé. Như sau này, nếu mà tôi đây tôi biết là cho nhìn dễ nhé. Tôi cho g chạy từ đầu đến cuối này. G chạy từ đầu đến cuối nhé. Nếu mà đầu tiên là 5 này, 8 này, 7 này, 1 này, 3 này, 10 này, 4 này. Cho g chạy từ đầu đến cuối. Nếu mà gặp phần tử mà lớn hơn 5 thì tôi bỏ qua, còn nhỏ hơn 5 thì tôi đổi chỗ. Tăng y lên một đơn vị và đổi chỗ. Được chưa? Rồi, biết tiếp tục này. Gặp 1 này. Gặp 1 nhé, là phần tử đầu tiên mà nhỏ hơn 5 nhé. Tôi đổi chỗ cho y tăng đi và tôi đổi chỗ. Tăng đi lên một đơn vị và đổi chỗ. Sẽ là gì? Đây sẽ là 5 này, 1 này, 7 này, 8 này, 8 này, 3 này, 10. Được chưa? Sang bước tiếp theo này. Đây y là ở đây rồi nhé. Y sẽ tăng lên đây rồi này. Đấy. Sang bước tiếp theo này. Như vậy là 8 nhé, 1 nhé. Xong sau đến 3 này. Tới 3 tôi đổi chỗ cho 7. Đổi chỗ cho 7 sẽ là 5 này. 5 này, 1 này, 3 này, 8 này, 7 này, 10 này, 4 này. Được chưa? Xong cho đi tăng lên đây. Cái này phần này là cái này lớn 5 tôi bỏ qua. 4 tôi đổi chỗ. Đổi chỗ cho 8. 5 1 3 4 7 10, 8. Được chưa? Và cuối cùng tôi làm xong phần chuyên đoạn rồi. Sau tôi đổi chỗ, xong đổi chỗ phần này là xong. Cùng tôi đổi chỗ cái anh 5 mà cho anh 4 này. Nó sẽ là 4, 1, 3, 5, 7, 10, 8. Và đây chính là phần tử chốt. Đấy. Thấy không nào? Đây chính là phần tử chốt và đây chính là chỉ số chốt. Nửa đầu của nó đây, nửa đầu của nó là nhỏ hơn nó bằng 5, còn nửa sau lớn nó bằng 5. Thấy không nào? Rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ một vòng lặp g đầu đến cuối. Nên đây phần nếu mà ag mà nhỏ hơn phần tử chốt thì ta cho đổi chỗ cho cái phần tử ai. Y là chạy y là cái số y nằm ở đây. Sau đó đổi chỗ cho tăng y lên một đơn vị và cứ thế tăng g lên. Và cứ chính hệ đến cuối cùng là xong. Cuối cùng người ta đổi chỗ cho cái phần tử chốt này, đổi chỗ cho phần tử ở đây là xong. Đấy. Cái làm chúng ta nhé, bây giờ tôi mô tả lại rất đơn giản cái làm của chúng ta. Nó rất đơn giản như sau. Bây giờ tôi mô tả các bạn cái toán đó nhé. Đây là thuật toán cách 1 là chúng ta sử dụng thuật toán sắp xếp phân đoạn mà lấy phần tử chốt là phần tử đâu là giá trị đầu tiên của dãy. Đây là cách làm đơn giản nhất và hay dùng nhất nhé. Rồi. Tiếp theo là phương án 1, tức là cách 1, tức là thuật toán phân đoạn này. Lấy giá trị chốt bằng A0. Lấy phần tử đầu tiên này. Đẹp nha. Để các bạn... Cái này các bạn chú ý là chúng ta nên làm nhiều bài tập để chúng ta quen. Được chưa? Chúng ta đặt là cái tổng quát lên là gì? Là partition của A và left, right. Chúng ta dùng cái tổng quát. Chúng ta... Tức là chúng ta sẽ tìm cái phân đoạn cái mảng A từ địa chỉ, từ chỉ số left đến đúng chỉ số right. Tổng quát luôn. Được chưa? Làm như sau này.
Đầu tiên chúng ta gọi P, P là cái chỉ số chốt đầu tiên chúng ta chọn, thì đầu tiên chúng ta đặt chọn bằng left phần tử bên trái. Đấy, phần tử bên trái. Phần tử bên trái nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta đặt là pivot, chính là cái giá trị của nó, pivot chính là bằng AP. Nhưng mà đây là bước 1, nhưng là bước là chọn giá trị, chọn cái phần tử giá trị chốt. Được chưa? Tiếp theo chúng ta làm như sau, chúng ta đặt y là vào y đặt bằng P. Y này chính là chỉ số mà nó sẽ chuyển động dần, xong y chuyển động tới đâu thì ở bên phải, bên trái của y là nhỏ hơn hơn là pivot, còn bên phải của y sẽ lớn hơn pivot, và sau đây cái y chính là cái đáp án đấy. Rồi như sau, chúng ta for g in, chạy từ đầu đến cuối trừ ra phần tử đầu nhé, in range left cộng 1 đấy, và đến bên này là right cộng 1. Chúng ta bỏ ra cái phần tử đầu tiên, phần tử đầu tiên chúng ta không tính, vì phần đầu tiên là phần tử đầu tiên là phần tử đang chứa cái gì, phần tử đầu tiên là phần tử nó đang chứa cái pivot, chúng ta bỏ qua. Đấy, bên là ta chỉ chốt là bên trái nhé, à không, bên trái, thấy chưa? Đấy, kiểm tra nhé. Bây giờ if này, if mà AG, đấy, AG nhé, mà lớn hơn, mà nhỏ hơn chứ, nhỏ hơn hoặc bằng pivot, đấy, thì chúng ta sẽ đổi cái AG đó. Chúng ta làm sao? Chúng ta tăng y lên một đơn vị, tăng y lên một đơn vị, đấy, biểu tăng y lên một đơn vị, và đổi chỗ AI với AG, đổi chỗ AI. Thuật toán này nó vô cùng đơn giản các bạn, nó vô cùng đơn giản luôn. Lịch sử của cái toán này hay lắm, thì tôi mô tả cho các bạn xem một chút về mặt lịch sử một tí nó. Đấy. Và sau khi mà vòng lọc đầu đầu đến cuối, sau khi mà di chuyển đến cuối cùng của dãy thì là đã xong. Bây giờ đã xong là nhưng mà chúng ta phải đổi chỗ, đổi lại cái phần tử của đổi lại phần tử chốt AP đó. AP là phần tử đầu tiên nhé, và AI đó đổi chỗ cho nhau. Thì sao cho là AI này sẽ bằng, hoặc đổi một lần nữa, đấy, AI và AP, để sao cho các giá trị chốt nó ra đúng tại chỉ số Y. Đấy. Và ở đây chúng ta sẽ return Y. Đấy. Nó vô cùng ngắn, các em, nó vô cùng ngắn luôn. Nhắc lại nhá, đầu tiên đặt là P là left là AI AP chứ phải. Gì cơ? Cái chỗ dòng trên. Đây là P nhé, đây là P đó, P. Đây chính là cái nó rất ngắn thôi, nó rất là hay nhé. Đó, có thể nó chỉ có đúng một cái lệnh lặp vậy thôi, chứ nó toán này của nó là on, nó là tuyến tính, được chưa? Rồi vì tôi mô tả các bạn cái thuật toán này nhé, cái toán sẽ rất nhanh dựa trên cái phân đoạn này nhé. Đấy. Rồi bây giờ tôi mô tả các bạn cái sáu chính này nhé. Kiểu như là nó là quicksort nhé. Quicksort. Kiểu như quick là A này, đây cũng là left này, cũng thế nhé, left và right. Đấy. Được chưa? Ở đây như đây thấy là sao chấp. Đây là sắp xếp tại chỗ nhé. Sắp xếp tại chỗ đấy. Sắp xếp nhanh. Tại chỗ. Được chưa? Tại chỗ. Chúng ta kiểm tra này. If này. If mà left. Mà nhỏ hơn right. Thì chúng ta mới làm bằng right thì thôi. Thì không, chúng ta không còn làm nữa nhé. Đó là như sau. Để chúng ta tính cái em này. Tính cái gì? Tính cái partition. Đấy. Tính cái em gọi là gì? Tính cái chỉ số chốt partition của A left right. Được chưa? Thôi chúng ta sắp xếp theo ấy thôi. Quicksort. A left đến P trừ 1. Đó, chúng ta bỏ qua cái AP nhé. Đấy, và bên dưới này là quicksort. Quicksort. A
P cộng 1 nhé, cho đến y. Thấy không nào? Bây giờ tôi sẽ làm thử nhé. Tôi sẽ test gain. Rất đơn giản, test gain. Bằng bất kỳ nhé. Tôi copy bên này sang cho nó nhanh. Bên này nó có sẵn hay sao? Đây này, bên này này. Đấy, copy cái này sang cho nó nhanh. Partition 1 thì tôi viết thật là quick sort 1 luôn thôi được. Làm luôn thì là quick sort. A này, 0 này. Lên A chỉ 1. Tôi print A ra nhé. Đấy, tôi ra này nhé. Đây chính là cái là cái partition nhé, phân đoạn nhé. Vì chúng ta không có cái thời gian nhiều cho nên là tôi viết một cái thôi, cần về nhà các bạn tìm hiểu hoặc tôi sẽ bài tập thêm, các bạn sẽ làm các bài tập hai phần khác. Một là chúng ta viết lại thuật toán phân đoạn nhưng với giá trị chốt ban đầu là phần tử bên phải của dãy, và cái thứ hai là làm thuật toán phân đoạn với giá trị ban đầu của nó là phần tử bất kỳ của dãy nằm ở trong dãy, được chưa? Đó, thì đó là kia. Rồi bây giờ tôi sẽ chúng ta sẽ cùng nhau làm sang một cái bài tập khác, là vẫn là cái sắp xếp nhanh này, nhưng giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cái lời giải của nó, mà gì cái tìm cái lời giải là nó là thuật toán là gì, thuật toán là không gì nhỉ, là không tại chỗ. Đây là sắp xếp tại chỗ. Thì tôi tìm ra thuật toán là không tại chỗ, được chưa? Rồi chúng ta cùng nhau làm nhé. Vẫn là phân đoạn này thôi, vẫn là cái này, nhưng mà nó là không tại chỗ, chúng ta phải trả về một cái hàm mới, một cái dãy mới, dãy gốc là không thay đổi. Được chưa? Mình chúng ta cùng nhau làm cái bài đó nhé. Thế bài này hoàn là partition 1 thôi được. Bài thứ hai đây là chúng ta cùng nhau làm cái sắp xếp nhanh nhưng mà không tại chỗ. Không tại chỗ. Được chưa? Chúng ta phải đổi đi một chút nhé. Thì với cái thuật toán này này thì chúng ta cần cái partition như này, nó sửa trực tiếp trên A luôn. Bây giờ làm thế nào để nó không, để mà sau khi mà thoát ra nó trả về cái in này nhưng mà A không thay đổi thì làm thế nào? Thì cứ làm như sau nhé. Cứ làm như sau. Thật ra cái quick sort này là nó cũng đây, chúng ta phải sửa đi một chút thì ta mới làm được. Chứ không phải đơn giản là có làm được ngay nhé. Đấy, bây giờ tôi chúng ta cùng nhau làm cái bài số 2 này nhé. Cái bài này là sắp xếp mà quick sort nhưng mà là không tại chỗ nhé. Quick sort kiểu là 2 nhé, 2 không tại chỗ. Được chưa? Thì tôi sẽ mô tả, đầu tiên là mô tả cái partition trước nhé. Partition không tại chỗ, đầu vào nó chỉ có A thôi. Đấy. Thì mình muốn để nó không tại chỗ thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái chúng ta sẽ làm việc trên cái bản sao của A. Chúng ta viết như này, thì viết là A bằng là A copy, chúng ta chú ý nhé. Trong tất cả các cái lệnh của Python, để cho chúng ta muốn mà làm việc trên cái dãy đó nhưng mà dãy gốc không thay đổi, chúng ta tạo bản sao như này thì nó sẽ bảo đảm nó sẽ không thay đổi trên cái bản gốc. Viết như này thì máy sẽ tạo ra cái bản sao của cái dãy gốc A và nó sẽ gắn vào cái biến A, và như vậy cái A bây giờ đã chỉ vào một đối tượng mới chứ không phải chỉ vào đối tượng cũ nữa, cho nên chúng ta làm việc trên cái A này này, và khi mà thoát ra khỏi hàm thì cái A này nó không thay đổi, cái A đầu vào không thay đổi, còn cái A này là A nằm bên trong nhé. Các bạn chú ý nhé, khác nhau nhé, cái A ngoài này,
cái A ngoài này là cái biến tổng thể ở bên ngoài được truyền vào trong bên trong hàm, bên truyền vào trong hàm này. Còn cái A này là cái biến riêng, là cái biến riêng ở trong cái hàm này. Nhưng cái A trong này là cái A ngoài này là khác nhau nhé, mọi người cùng số A cả. Chỗ này hơi khó hiểu một tí nhé. Cái A này này, cái A này này chính là cái A này, nhưng cái A này thì lại không phải, A này không phải này. Đấy, chúng ta chú ý. Chỗ này hơi khó một chút nhưng mà nó rồi chúng ta làm nhé. Đây làm chúng ta copy lại bên kia, chúng ta viết lại thôi. Chúng ta copy lại bên này thôi, chỉ khác đặt là left chính là không mà right chính là n trừ chính là lambda trừ 1 thôi. Nhá, chúng ta làm lại này. Đây. Đầu tiên là P đặt là bằng A0 này, P bằng 0 này. Và pivot bằng AP. Được chưa? Sau đó cũng như thế là y đặt bằng 0 này. Đấy. Và for g in range. Đấy. Từ 1 cho đến len A. Đầu tư là đúng cuối thôi. Vẫn hình như vậy, không khác gì cả. Được chưa? Bây giờ nếu mà AG mà nhỏ hơn hoặc bằng pivot thì chúng ta sẽ đổi chỗ, tăng y lên một đơn vị giống nãy nhé, tăng y lên một đơn vị và đổi chỗ AI AG bằng AG AI. Được chưa? Và cuối cùng ở đây chúng ta sẽ đổi chỗ AP AI bằng AI AP. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ phải trả về cái gì? Chúng ta sẽ phải chê, chúng ta trả vì sao? Chúng ta sẽ phải làm như sau, chúng ta return này. Chúng ta return như sau. Chúng ta return là chúng ta trả về là ba cái dãy cơ. Nhé. Bằng dãy ở giữa, dãy chứa cái phần tử pivot và hai đầu dãy cuối. Để chúng ta làm như sau, trả về dãy đầu tiên là cái dãy này, dãy là AI. À, chúng ta trả về ba cái dãy, cái này hơi là dãy thứ hai là dãy đầu là đây. Y. Và dãy thứ ba là dãy cuối là Y. Trả về ba dãy nhé. Đấy. Partition và trả về cái dãy gồm có một phần tử là pivot, là cái phần tử pivot là đây nhé. Còn cái này là dãy đầu, dãy cuối. Như vậy là các phần tử của dãy đầu là nhỏ hơn phần tử pivot và các phần tử cuối phải lớn hơn phần tử pivot. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái thuật toán chính này là quicksort này. Như sau nhé. Bây giờ chúng ta if này, if len a mà nhỏ hơn bằng 1 thì chúng ta return a luôn, không thay đổi. Return a. Còn ngược lại thì chúng ta làm như sau. Chúng ta tính cái partition nhưng mà chúng ta sẽ trả về này, chúng ta đặt là p là pivot left right. Đấy, thì bằng là partition à, ta trả về ba cái dãy partition a. Được chưa? Đó. Sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta đặt là l, trả là l là quicksort, gọi là quicksort l r là quicksort r. Chúng ta để quy cái gọi quicksort, để quy sắp xếp lại cái L và R. Sau chúng ta sẽ return là L cộng với P cộng với R. Đấy, trả về cái dãy như này. Thấy không? Nó hết như vậy thôi, không khác gì cả. Tôi được copy để lại nó vẫn thế, nhưng mà gì khác bây giờ thì nó sẽ phải trả về chứ không phải là đây nhé. Copy cái này. Quicksort 2 nhé. Như sau này, tôi đây này, tôi viết thế này nhé, ở đây là A thôi, ở đây tôi kiểu đây là B bằng nhé. Đấy.
Vì tôi print A, bây giờ tôi print B ra xem, các bạn thấy là nó chỉ có B thay đổi thôi chứ A không thay đổi. A vẫn là cái này này. Chạy thử nhé, xem có đúng không nhé. Lỗi gì nhỉ? Em lỗi chỗ nào nhé? Lỗi chỗ này à? Được, kiểm tra một chút nhé, xong lỗi chỗ nào nhé? Từ xem anh bảo lỗi, nó lỗi cái lệnh là copy đó. Nên được thêm một chút à, nó vào lỗi này. Bắt đầu nó object. Chúng ta phải đổi đi à. Đổi tên không hay lắm nhỉ à, nó không cho phép là, không cho phép tạo ra cái A này mà lại đặt tên là tên với chính nó. Chúng ta hay vô lý nhỉ. Cái đấy hay vô lý, đợi thêm một chút nhé. Nhưng có chuyện nào sai nữa không? Chỗ này nhìn chỗ này, chỗ này nhầm nhá, chỗ này là phải là y cộng 1 này, tôi nhầm. Đấy, chỗ này cái dãy sau của nó là y cộng 1 nhá. Tôi sẽ ba dãy phải rời và rời và rời nhau. A y này là pivot này, đây là từ từ 0 đến y trừ 1 và đây là y cộng 1 trở đi. Tôi nhầm chỗ này này, mà sửa chỗ này nhá. Chỗ này a là y cộng 1 nhá, chỗ này nhầm vô cùng sai này, tôi chạy lại sẽ được rồi. Nhưng bây giờ tôi sai đây, không phải là chỗ này A vẫn, chỗ này vẫn đúng nhá. Sai chỗ này này. Trả về là ba dãy, dãy thứ nhất là dãy chứa cái phần tử pivot này, đó, dãy thứ hai là dãy phần tử đầu không tính pivot, và dãy thứ ba là dãy cái phần tử bên phải mà cũng trừ ra phần tử pivot. Thế nó mới đúng nhá. Đấy. Và đây chính là đây là phương án là không tại chỗ của sắp xếp nhanh. Như vậy chúng thấy đây là phương án mà là tại chỗ của sắp xếp nhanh. Còn đây là cái partition mà ứng với là phần tử pivot là ở bên trái. Chúng ta sẽ làm tiếp các bài tập khác. Được chưa? Nhưng mà chúng ta bị mất thời gian mất rồi. Thôi được, chúng ta đành phải nghỉ ở đây nhé. Rất tiếc là vì hết thời gian rồi, chúng tôi còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng để hôm khác đi. Để hôm sau hoặc tôi sẽ nói một buổi khác. Tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho cái sắp xếp nhanh này, và tôi muốn là so sánh, tôi muốn có một buổi nữa là so sánh quick sort và merge sort, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái bài toán này. Thì là câu hỏi rất hay đặt ra là liệu kia là trên thực tế thì cái ngữ lập trình Python ấy, cái lệnh sort của Python ấy là nó dùng thuật toán nào. Từ trước là thật, bản thân tôi chủ quan, tôi vẫn nghĩ rằng là cái thuật toán sắp xếp sort, thuật toán là sort của Python là nó dùng quick sort, nhưng không phải. Chúng ta chú ý này, cái thuật toán sort ấy, hay là cái thuật toán là sorted, tôi vẫn đinh không tìm hiểu kỹ là đinh là cái này nó dùng quick sort, nhưng không phải, mà nó là gì, mà đây là nó dùng thuật toán khác nhé, nó dùng thuật toán mà nó gần hơn với là merge sort. Được chưa? Bây giờ trước khi về nghỉ, tôi cho các bạn thêm một cái bài tập, tôi cho thêm, nhưng mà tôi nói thêm một chút về bài tập các bạn làm tôi hạn bộ sau đây. Bài tập 1 là hãy chứng minh là cái thuật toán sắp xếp chọn là ổn định. Đấy, chúng ta chú ý nhé, rất là hay, rất đơn giản thôi. Hai là hãy chứng minh là cái thuật toán sắp xếp nhanh mà tôi vừa chỉ bày lúc nãy đấy, thuật toán sắp xếp nhanh của chúng ta là không ổn định. À, nó thêm một chút nữa về chúng ta sẽ không thể, rất là khó để chứng minh là cái tính
độ phức tạp thời gian của sắp xếp nhanh chúng ta không không thể tính được, và cũng không thể chứng minh được tính đúng của nó, vì là chúng ta đã vượt quá cái trình độ của lớp chúng ta. Rất mong là các bạn có thời gian, chúng ta sẽ tự động, chúng ta sẽ tìm cách chứng minh. Các bạn hãy tìm cuốn sách, tôi viết cuốn sách nhân môn thuật toán ấy, thì còn trong cuốn sách đó tôi có đầy đủ chứng minh và tính toán cái độ phức tạp thời gian của thuật toán sắp xếp nhanh và sắp xếp sắp xếp trộn. Thì như sau nhé, cái độ phức tạp thời gian của sắp xếp nhanh là như sau nhé, để tôi mô tả kết quả thôi, còn chúng ta sẽ không có chứng minh. Rất là mong là các bạn để tìm các tài liệu khác mà trong chính cuốn sách mà của tôi ấy, quyển sách là nhân môn thuật toán tôi đã có đấy nhé. Thì như sau này, đây là tôi mô tả các bạn cái thời gian này để cho chúng ta có thể xem luôn đây nhé. Đây là cái thời gian nhanh nhất này, đây là thời gian trung bình, đây là cái thời gian chậm nhất nhé, trường hợp mà xấu nhất nhé, chậm nhất nhé. Thì như sau này, đây là quick short này, thì nhanh nhất và trung bình của nó đều là O lớn của N log N, O lớn của N log N. Còn trường hợp chậm nhất khi mà quick sort này là khi mà dãy A đã sắp xếp xong rồi, tăng dần hoặc giảm dần rồi, thì của nó sẽ là O N bình phương. Chúng ta như thế đấy. Còn merge sort thì cả ba cái đều cho chúng ta cùng một cái N log N, O N log N, và đây là O N log N. Trong trường hợp mà nhanh nhất và trung bình ấy, thì hai cái này là như nhau, như nhau. Còn trường hợp mà chậm nhất ấy, thì thằng quick sort rất là chậm, thằng merge sort rất là nhanh. Còn riêng trường hợp trung bình ấy, thì mặc dù cả hai anh này nó đều là N log N, nhưng mà khi chúng ta tính toán trên thực tế, đếm thời gian trên máy tính ấy, thì cái sắp xếp nhanh này nó sẽ nhanh hơn khoảng 1-2 lần, 2-3 lần gì đó so với là merge sort. Cho nên quick sort nhanh hơn, nó ưu điểm hơn một chút, mà nhược điểm của nó lại là nó không ổn định. Được chưa? Rồi, thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ, em chào thầy ạ. Ừ. Thầy ạ. Chào bạn, chào các bạn nhé.